Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review gel rửa tay dược liệu hương chanh trà xanh giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Gieo rửa tay dược liệu Anticoro Encope với chiết xuất dược liệu như Quazun, Kim Ngân Hoa, Hạt Nim có khả năng sát khuẩn khuẩn nhanh, sử dụng trong các trường hợp tiếp xúc các vật dụng nơi công cộng. Nơi làm việc người bị bệnh về đường hô hấp tiếp xúc động vật sản phẩm được sản xuất theo chuẩn an toàn và sát khuẩn theo WHO khuyến cáo giúp hạn chế lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm. Bệnh do virus corona qua đường tiếp xúc ngoài những thành phần kháng khuẩn gieo rửa tay dược liệu anti-coro. Encop với các chiết xuất thảo dược như nghệ, tràm trà, oải hương, nguyệt quế, vitamin E giúp giữ ẩm dưỡng da tay chống khô da, bong chóc da như các sản phẩm rửa tay thông thường, an toàn cho trẻ em và da mẫn cảm. Công nghệ nano X giúp diệt khuẩn lâu hơn, bảo vệ liên tục 4 giờ nhờ lớp phủ nano bạc. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.